Anh sự lược phát minh những chuyện không có chứng cứ, không tin. Những chuyện có bằng chứng chắc chắn thật. Niệm Phật giảng sanh chính là chuyện có bằng chứng. Vì ở đời mọi sự có thể giả, chỉ có việc giảng sanh là hào tư không thể giả. Những thánh hiền hào kiệt giảng đạo luận đức, tu nhân hành nghĩa xưa nay đâu chỉ ngàn vạn, nhưng cái chết của họ thường là già bệnh. Còn biết trước giờ chết, tắm rửa sạch sẽ màu quá, hoặc hương lạ khắp nhà, hoặc nhạc trời nghiêm đoán, thì từ lúc có nhân loại đến nay chưa có một người. Chỉ có người niệm Phật, những điềm lành này nhiều vô số. Chẳng ai hưởng dụng hơn người niệm Phật, cũng chẳng ai tôn quý hơn người niệm Phật. Khi sắp ra đi đã an nhàn như thế, thì chỗ đến chắc chắn là rất phúc. Vì vậy, muốn đem chuyện người giảng sanh trích lục mấy mươi điều đặt tên giảng sanh sự lược, cũng muốn kiến hiền tư tề cùng sanh an dưỡng. Bồ Tát giảng sanh loại: Như Lai thọ ký giảng sanh. Đại Vô Lượng Thọ Kinh nói: Di Lặc bạch Phật rằng, ở thế giới này có bao nhiêu Bồ Tát giảng sanh cực lạc? Phật bảo Di Lặc: Ở thế giới này có 62 ức Bồ Tát bất thoái giáng sanh nước ấy, Bồ Tát tiểu hạnh không thể tính đếm. Không chỉ nước này mà những cõi Phật khác như nước Phật diễn chiếu có 180 ức Bồ Tát đều sẽ giáng sanh. Cho đến 10 phương cõi Phật, người giáng sanh nhiều vô số. Nếu ta nói cho hết, một kiếp cũng không thể hết. Văn thù nguyện sinh. Quán Phật Tam Muội Kinh nói: Phật thọ ký văn thù sẽ sinh cực lạc. Kệ phát nguyện của văn thù rằng: Nguyện con khi lâm chung trừ hết các chướng ngại, diện kiến Phật Di Đà, giảng sanh nước an lạc. Sanh nước Phật kia rồi, thỏa mãn đại nguyện con, A Di Đà Như Lai hiện tiền thọ ký cho. Phổ Hiền cầu sanh. Hoa Nghiêm Kinh, Bồ Tát Phổ Hiền liệt kê 10 đại nguyện khắp vì chúng sanh cầu sanh tịnh độ, kể rằng: Nguyện con khi mạng sắp chung trừ hết tất cả chướng ngại, mắt thấy Đức Phật A Di Đà, liền được giảng sanh nước an lạc. Kệ luận tịnh độ. Bồ Tát Thiên Thân, người Thiên Trúc tạo rất nhiều bộ luận, lên nội diện đâu suốt gặp Phật Di Lặc, tạo Vô Lượng Thọ Kinh luận và Tịnh Độ kệ, Ngũ Môn Tu Pháp, Phổ Quyến giảng sanh. Thỉnh Phật giáng thị. Bồ Tát Ngũ Thông ở chùa Kê Đầu Ma Thiên Trúc dùng thần thông đến nước cực lạc gặp Phật A Di Đà, thỉnh rằng: Chúng sanh ở cõi Ta Bà nguyện sinh tịnh độ, không có bóng Phật, xin Phật giáng xuống. Phật bảo: Ngươi xuống trước, ta sẽ xuống liền. Ngũ Thông trở về đã thấy Phật ở đó. Phật cùng 50 vị Bồ Tát ngồi trên hoa sen. Ngũ Thông bèn chép lại truyền bá, xem cảm thông truyện. Tạo luận khởi tính. Bồ Tát Mã Minh tổ thứ 12 Tây Trúc viết luận khởi tính sau cầu sanh tịnh độ. Tập thiện giảng sanh. Kinh Đại Bi nói: Phật bảo, sau khi ta diệt độ, Bắc Thiên Trúc Quốc có một tỷ kheo tên Kỳ Bà Ca tu tập vô lượng đủ các bồ đề thiện căn tối thắng. Sau khi mạng chung, sanh sang nước Phật Vô Lượng Thọ. Ở nước ý, trong các thiện căn, sau sẽ làm Phật, hiệu Vô Cấu Quang. Được vô sanh nhẫn. Bồ Tát Sanh Địa Kinh nói: Phật bảo, lúc bấy giờ Sai Ma Kiệt được vô sanh pháp nhẫn, 500 thiện nam, 25 tín nữ đều lên vị bất thoái. Sau khi mạng chung đều được về nước Phật Vô Lượng Thọ. Ghi tên vào thắng hội. Thiền sư Trường Lô Trách theo di chúc của Đại sư Huệ Diễn lập Liên Hoa thắng hội. Một đêm nọ nằm mộng, thấy một thiếu niên mặc đồ trắng, quấn khăn đen, tướng mạo khôi ngô, chắp tay nói: Muốn gia nhập Liên Hoa thắng hội của ngài, xin ghi danh. Sư hỏi tên gì? Tên Phổ Tuệ. Thiếu niên đáp. Ghi xong lại nói: Anh tôi tên Phổ Hiền, cũng muốn ghi danh. Tỉnh dậy thấy lạ, bỗng nhớ tới phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm có tên hai vị Bồ Tát
Phổ Tuệ, Phổ Hiền. Hai đại Bồ Tát này sau thầm gia hộ như thế, liền ghi hai Bồ Tát làm hội thủ. Đại sư Liên Trì nói: hệ tăng kết liên xã, cổ thanh ghi danh. Đúng, tịnh độ chẳng phải là duyên nhỏ, hệ bằng sự chân thành thì minh thông linh ứng, chẳng phải miễn cưỡng. Cao tăng giảng sanh loại. Đại sư Huệ Diễn. Huệ Diễn người Lâu Phiền, Nhạn Môn, thời Đông Tấn, Bát Thông Thế Điển, đặc biệt giỏi lục kinh, là thi, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân thu. Nghe Pháp Sư Đạo An giảng kinh Bát Nhã, liền khai ngộ xuất gia. Năm thứ sáu niên hiệu Thái Nguyên, qua Tầm Dương, thấy Lô Sơn ngàn tịch có thể ẩn tu, liền cảm sơn thần hiện mộng. Một đêm mưa gió sấm sét, cây gỗ tự đêm. Thứ sử Hoàng Y xây đại điện, đặt tên Thần Vận. Do Huệ Dĩnh ở Tây Lâm, nên gọi chỗ ngài là Đông Lâm. Lập Liên Hoa xã, 30 năm không ra khỏi chùa, chuyên chỉ Tây Phương. Đặt ra 6 thời, niệm Phật không dứt. Cao tăng học giả nhà Nho, sự liên xã 123 vị. Trần tâm hệ niệm, 3 lần thấy Phật A-di-đà, nhưng giấu không nói ra. 19 năm sau, đêm ngày 30 tháng 7, ở Bát Nhã, vừa xuất định, thấy Phật A-di-đà thân khắp hư không, vô lượng quá Phật, Quan Âm thể chí hầu hai bên trái phải. Lại thấy dòng chảy ánh sáng phân làm 14 nhánh, chảy dòng quanh lên xuống, diễn thuyết diệu pháp. Phật bảo: ta dùng bổn nguyện lực đến an ủi con, sau 7 ngày con sẽ sanh lên nước ta. Lại thấy Phật Đà Gia Xá, Tuệ Trì, Tuệ Vĩnh, Lưu Di Dân đều ở bên Phật. Sư mừng rỡ bảo các môn nhân rằng: khi ta mới tới đây đã 3 lần thấy thánh tướng, nay lại thấy nữa, ắt sanh tịnh độ vậy. Đến kỳ ngồi yên mà qua. Lúc đó vào ngày mồng 6 tháng 8 năm niên hiệu Nghĩa Hy thứ 12. Tuệ Vĩnh. Tuệ Vĩnh đời nhà Tống, người Hà Nội, xuất gia năm 2 tuổi, đệ tử Đạo An cùng bổn sư với Tuệ Diễn. Năm đầu niên hiệu Thái Nguyên đến Lô Sơn, thứ sử Đào Phạm sửa nhà làm chùa Tây Lâm cho ngài ở. Ngài dứt hết duyên trần để chỉ nơi an dưỡng. Năm thứ 10 niên hiệu Nghĩa Hy mắc bệnh nặng, bỗng dậy mặc áo liệm chắp tay, chúng thất kinh hỏi. Sư nói: Phật đến trước ta. Nói xong thị tịch hương lạ 7 ngày mới hết. Đường Huyền Tông ban thụy giác tịch đại sư. Tăng Duệ, Đông Tấn Tăng, người Ký Châu, sư từng du học các phương đến tới Thiên Trúc. Sau khi trở về Quan Trung, theo đại sư La Thập bẩm thọ Nghĩa Kinh. Sau nhập liên xã ở Lô Sơn, chuyên tâm niệm Phật. Năm thứ 16 niên hiệu Nguyên Gia đời nhà Tống, bỗng báo chúng rằng: ta sắp đi đây. Quay mặt về phía Tây, chắp tay mà tịt. Mọi người thấy một hoa sen băng giang trước giường sư rồi biến mất. Khói thơm ngũ sắc trong phòng bay ra. Tăng Hiển. Trúc Tăng Hiển đời nhà Tấn, du lịch Giang Tả, mắc bệnh, chuyên tâm niệm Phật giảng sanh Tây Phương, vất vả không đùi. Bỗng thấy ánh sáng của Phật A-di-đà chiếu vào thân mình, liền hết bệnh, ngồi dậy tắm rửa, nói với mọi người những gì mình thấy, đồng thời giảng nhân quả, lời lẽ khẩn thiết. Sáng hôm sau ngồi yên mà chết. Tuệ Quang. Tuệ Quang nhà Tề ở Lạc Dương, viết các bộ Sớ Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Thập Địa. Một hôm mắc bệnh, thấy chư thiên xuống đón. Quang nói: tôi chỉ nguyện sanh về tịnh độ mà thôi. Liền chuyên chí niệm Phật. Sau thấy quá Phật xuống đón, Quang lại xuống nói: nguyện nhiếp thọ con. Vừa nói xong liền tắt thở. Đạo Trân. Đạo Trân đời nhà Lương ở Lô Sơn tu tịnh nghiệp, từng mộng thấy một chiếc thuyền đi về phía Tây, hỏi đi đâu. Người trên thuyền trả lời: về nước Cực Lạc. Trân xin đi theo.
Người trong thuyền nói: ông chưa xây nhà tắm cho tăng, chưa tụng kinh A Di Đà, không được theo. Sau khi tỉnh dậy, liền xây nhà tắm cho tăng, tụng kinh A Di Đà. Sau thấy một cái đài bạc hạ xuống mặt hồ, Trần giữ kín tướng lành ý, không nói cho ai nghe. Một đêm nọ, người trong thôn thấy lưng chừng núi có cả ngàn ngọn nến, tưởng là các vua chư hầu bái kiến thiên tử. Ngày mai hỏi thăm mới biết Trần đã thị tịch. Thần Loan, Đàm Loan, nhà hậu Ngụy. Lúc nhỏ du lịch Ngũ Đài Sơn, cảm động sự linh dị mà xuất gia. Nhưng tánh thích trường sinh, theo học tiên kinh của Đào Ẩn Cư. Sau gặp Bồ Đề Lưu Chi bèn hỏi: Phật có thuật trường sinh bất tử không? Chi cười nói: trường sinh bất tử là của đạo Phật. Bèn trao cho cuốn Thập Lục Quán Kinh, bảo: hành trì theo kinh này thì không còn sanh trở lại trong tam giới nữa, không còn qua lại trong sáu đường nữa, đó là trường thọ vậy. Hằng sa kiếp thạch cũng không thể sanh. Loan vui mừng, đốt kinh tiên, chuyên tu tịnh nghiệp. Nóng lạnh bệnh tật chưa từng có chút biến nhát. Vua Ngụy gọi là Thần Loan. Một hôm thấy một thầy người Thiên Trúc bảo rằng: tôi là Long Thọ, vì thầy cùng chí nên đến thăm. Loan tự biết giờ đến, tập hợp chúng dậy. Các cổ địa ngục không thể không sợ, cửu phẩm tịnh độ không thể không tu. Bảo đệ tử niệm Phật lớn tiếng, rạp mình lại về hướng Tây mà tịch. Đại chúng nghe nhạc trời từ hướng Tây đến, rất lâu mới hết. Đại sư Trí Giả. Trí Khải đời nhà Tùy, hiệu Trí Giả đại sư. Lúc nhỏ thấy tượng là lễ, thấy sư là xá. Năm 18 tuổi xuất gia ở chùa Quả Nguyện, sau lễ Tuệ Tư làm thầy, viết Quán Kinh Sử và Thập Nghi Luận, tán dương tịnh độ. Sắp thị tịch, bảo chúng đệ tử rằng: duyên đời đã mãn, xướng đề kinh, kinh Thập Lục Quán xong, lại nói: Tây phương tịnh độ dễ đến không người, tướng xe lửa hiện. Một niệm cải hối còn được giảng sanh, huống người giới định quân tu. Trí Lãng hỏi: không biết đại sư lên quả vị nào? Sư nói: chỉ lên ngũ phẩm. Lại nói: Quán Âm đại sĩ đến đón ta. Nói xong xưng tam bảo danh, như nhập thiền định. Đăng Pháp Sư. Đăng Pháp Sư đời nhà Tùy, giảng kinh Niết Bàn ở chùa Hưng Quốc, Tịnh Châu. Những người đến nghe kinh, sư đều khuyên niệm Phật giảng sanh. Năm thứ 12 niên hiệu Khai Hoàng Mạng Chung, hương lạ đầy phòng. Khi chung, mây lành thơm phúc, che khắp trời đất. Hòa Thượng Thiện Đạo. Thiện Đạo đời nhà Đường, vào năm Trinh Quán, gặp đạo tràng cửu phẩm của thiền sư Đạo Xước ở Tây Hà, vui mừng nói: đây quả là cốt yếu của nhập Phật. Bèn hết lòng tu tập, ngày đêm không nghỉ. Mỗi khi nhập thức, quy niệm Phật hết sức mới nghỉ. Bất kể lạnh như nóng, ra khỏi thức là nói pháp tịnh độ cho người. Hơn 30 năm chưa từng ngủ nghỉ. Thích ăn đồ thừa bỏ, hồi giờ tự dọn. Suốt cuộc đời tiền cúng dường, ngài mang chép được 10 vạn quyển kinh Di Đà, vẽ 300 tấm tịnh độ biến tướng đồ. Biến tướng tức tranh vẽ hình Phật và những câu chuyện trong kinh. Những người được ngài giáo hóa rất nhiều. Có người tụng kinh Di Đà 10 vạn biến đến 50 vạn biến. Có người niệm Phật một ngày 1 vạn danh hiệu đến 10 vạn danh hiệu. Những người đắc niệm Phật Tam Muội giảng sanh Tây Phương rất nhiều, không thể tính đếm. Kệ khuyến thế của ngài rằng: dần dần da nhăn tóc bạc, kìa ai gối mỏi chân run. Dù cho vàng ngọc đầy nhà, khó tránh thân già khổ bệnh. Dù anh đủ các khoái lạc, vô thường cũng đến ghé thăm. Chỉ có đường tắt tu hành là niệm A-di-đà Phật. Một hôm bỗng bảo mọi người rằng: thân này đáng chán, tôi về Tây đây. Bèn leo lên cây liễu mà tịch. Cao Tông biết, ban hiệu chùa Sắc Tứ Quang Minh. Khang Pháp Sư. Thiếu Khang đời nhà Đường,
người Tấn Dân, 15 tuổi thông Pháp Hoa Lăng Nghiêm. Trong những năm Trinh Nguyên, thấy chữ trong chùa Bạch Mã phóng quang, đến nơi thì là Văn Hóa Đạo Tây Phương của Hòa Thượng Thiện Đạo. Liên nguyện rằng nếu có duyên với tịnh độ, xin phóng quang lần nữa. Nguyện xong, ánh sáng rực rỡ hơn, bèn đến ảnh đường của Hòa Thượng Thiện Đạo ở Trường An, Chim Lễ. Bỗng thấy di ảnh bay lên không trung. Sau đến Tân Định, trước dạy trẻ con niệm Phật, lúc đầu người nào niệm một câu cho một xu, kể đến niệm 10 câu cho một xu, hơn một năm bất kể lớn nhỏ giàu nghèo đều biết niệm Phật. Lại xây dựng đạo tràng tịnh độ ở núi Ô Long, khuyến khích tu học. 21 năm sau, vào ngày 3 tháng 10, dặn dò tăng tục rằng nên khởi tâm vui thích tịnh độ, khởi tâm yếm ly ta bà. Liền phóng mấy đường ánh sáng rồi tiệp. Hoài Ngọc. Hoài Ngọc đời nhà Đường, người Đài Châu, mặc áo bố, ăn ngày một bữa, thường ngồi không nằm, tụng kinh Di Đà 30 vạn điển, niệm Phật một ngày 5 vạn câu. Thiên Bảo Nguyên Niên, thấy thánh tượng đầy khắp hư không, một người mang đài bạc tới. Hoài Ngọc nghĩ: ta một đời tinh tấn tu hành, cố chí tâm ở đài vàng, nay chỉ được đài bạc, ta quyết không giảng sanh. Suy nghĩ thế xong thì thấy Đức A Di Đà từ từ bay về hướng tây biển mất. Từ ấy trở đi, Hoài Ngọc càng thêm tinh tấn. Ngày 21, Phật cùng chư Bồ Tát lại hiện khắp cả hư không. Đức A Di Đà lần này tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn. Ngọc nghĩ: nguyện ta đã trọn vậy, bèn chắp tay hướng về phía tây thị tịch. Lúc ấy trong không trung phát ra muôn ngàn âm nhạc. Thái Thủ Tụng nói rằng: thầy tôi một niệm lên sơ địa, trăm ngàn khí nhạc thảy đồng ca, cây hòe cổ thụ nơi đầu ngõ, trên cành có quải một kim đài. Đạo Ngang. Đạo Ngang đời nhà Đường, người Ngụy Quận, thường giảng Hoa Nghiêm, Địa Luận, khuyên người cầu sanh Tây Phương. Sau biết trước giờ chết, bảo tháng 8 thì tịch, nhiều người không tin. Đến ngày mùng 1 tháng 8 không bệnh hoạn, hỏi giờ ngọ đến chưa, bèn thăng tòa tự đốt hương trầm, dẫn tứ chúng thuyết giới Bồ Tát. Thuyết xong, thị chư thiên sạc sỡ, âm nhạc lạnh lót, bảo chúng rằng: đâu Xuất Đà Thiên đón ta, nhưng thiên đạo là gốc sanh tử, chẳng phải bổn nguyện của ta. Ta dũng cầu sanh Tây Phương, nhưng không biết vì sao không được. Chốc lát thiên nhạc ẩn mất, hương hoa kỹ nhạc Tây Phương hiện ra đầy cả hư không. Đại chúng nhìn lên trầm trồ khen ngợi. Ngang nói: tướng tịnh độ hiện, ta giảng sanh đây. Nói xong, lư hương bỗng rơi xuống tay, liền nơi tòa cao mà quả. Tăng Huyễn. Tăng Huyễn đời nhà Đường, người Tịnh Châu, ban đầu niệm Di Lặc cầu sanh trời Đâu Xuất. Năm 90 tuổi gặp ngài Đạo Xuất, được nghe tịnh độ mới đổi sang niệm Phật Di Đà. Ngài lạy cả ngàn lạy, một lòng không mệt mỏi. Sau có bệnh, bảo đệ tử rằng: Phật A Di Đà trao cho ta hương y, Quan Âm Thế Chí hầu hai bên trái phải, ta đi đây. Nói xong thị tịch, 7 ngày hương lạ chưa hết. Lúc ấy có hai thầy Khải Phương, Viên Quả, chính mắt thấy việc ấy, cũng phát tâm dũng mãnh, nguyện sanh Tây Phương. Ngày đêm niệm Phật không ngừng, bỗng thấy bên hồ Thất Bảo, Phật và đại sĩ ngồi bảo đài, hai thầy đảnh lễ. Đức Phật A Di Đà nói: người nào niệm danh hiệu ta đều được sanh lên nước ta. Lại thấy 3 bậc thềm bảo, bậc dưới toàn người cư sĩ, bậc thứ 2 nửa tăng nửa tục, bậc thứ 3 toàn tu sĩ. Tất cả đều chí tâm niệm Phật, sanh lên nước ấy. 5 ngày sau, bỗng nghe tiếng chuông, hai thầy cùng viên tịch. Thọ Hồng. Thọ Hồng đời nhà Đường, người Phần Dương, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lâm chung thấy thiên tử trời Đâu Xuất đến đón, không nghĩ ta cầu Tây Phương không sanh lên cõi trời, liền bảo chúng niệm Phật. Không lâu Hồng nói:
Phật từ Tây Phương đến. Nói xong liền ra đi. Đại hành. Đại hành đời nhà Đường ở núi Thái tu Phổ Hiền sám pháp 3 năm, cảm đại sĩ hiện thân. Về già vào nhà chứa kinh, thuận tay rút cuốn kinh A Di Đà, ngày đêm trì tụng đến 21 ngày. Thấy trên đất lưu ly Phật và thánh chúng hiện thân. Vua Hy Tông nghe chuyện, dời vào cung ban hiệu Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Một năm sau, đất lưu ly lại hiện, ngày hôm đó giảng sanh. Mùi hương lạ cả tuần, nhục thân không hoại. Minh Thiêm. Minh Thiêm đời nhà Đường, về già chuyên tâm nơi cực lạc, niệm Phật không ngừng. Có người mỉa mai, già rồi. Sư nói, 10 niệm thành công vẫn được thấy Phật, lo gì? Sau có chút bệnh, làm chay từ biệt mọi người ở chùa Hưng Thiện. Lúc ấy, Phong Quyền Linh, Đỗ Như Hối đều có dự. Quá ngọ, sửa thân niệm Phật, liền nói, Phật đến rồi, hai đại sĩ cùng đến. Đứng dậy chắp tay mà tịch. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Diên Thọ thời Ngô Diệt, người Dư Hàn. Lúc chưa xuất gia làm quan coi kho của huyện, lấy bạc của kho đến Tây Hồ mua cá phóng sanh, mắc tội chết. Nghe sắp tử hình sung sướng nói, lần này tuy chết nhưng chắc chắn được giảng sanh Tây Phương, chúng sanh được ta thả, không biết bao nhiêu mà kể. Tiền Mục Dương phóng thích cho làm tăng, ban cho tên Diên Thọ. Xuất gia với Thúy Nham, tham học với Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, phát minh tâm yếu. Sau ở chùa Vĩnh Minh chuyên tu tịnh nghiệp, tối qua núi khác hành đạo niệm Phật. Người ta thường nghe nhạc trời trên không. Vua Trung Ý khen rằng, từ xưa đến nay cầu Tây Phương chưa ai thiết tha như vậy. Bèn cho xây dựng Tây Phương Hương Nghiêm Điện để cho thành tựu chí nguyện. Sáng sớm ngày 26 tháng 2 năm thứ 8 niên hiệu Khai Bảo, đốt hương báo chúng, ngồi kiết già mà tịch. Sau có một thầy đến từ Lâm Xuyên, hàng ngày đi nhiễu quanh tháp. Có người hỏi vì sao nhiễu tháp. Sư nói, tôi bị chết xuống âm phủ, thấy bên trái điện thờ một tượng tăng. Minh Dương sáng tối lễ bái, hỏi, có người nói đó là thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ ở Hàng Châu, ai chết cũng qua đây. Thầy này sanh Tây Phương Thượng Thượng Phẩm, Diêm Dương trọng đức nên lễ kính. Chí Thông. Chí Thông nhà Hậu Tấn, người Phụng Tường, nhân thị nghi thức tịnh độ của đại sư Trí Giả thích quá, từ đó chuyên tâm niệm Phật. Sau thấy Bạch Hà Khổng Tước phía tây hạ xuống, lại thấy hoa sen búp nở trước mặt, bèn nói, Bạch Hà Khổng Tước là cảnh tịnh độ, tướng Liên Hoa Quang là nơi thọ sanh, tịnh độ hiện vậy. Liền đứng dậy lễ Phật mà đi. Khi hỏa táng, có mây lành ngũ sắc quay quần trên ngọn lửa, xá lợi vô số. Viên Tịnh Thường Pháp Sư. Tịnh Thường đời nhà Tống, người Tiền Đường, 7 tuổi xuất gia, 17 tuổi thọ giới cụ túc, giới luật tinh nghiêm. Sau trụ ở chùa Chiêu Khánh ở Tây Hồ, Hàng Châu. Mộ Di Phong của Lô Sơn bèn chích máu chép phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm, hồi hướng Tây Phương. Những sĩ đại phu dự hội xin đệ tử Tịnh Hạnh và Văn Chánh Công Dương Đáng làm thượng thủ. Nhất thời Công Khanh quan lại cộng 120 người, Tỳ Kheo 1000 người. Hàn Lâm Tô Vị Giảng viết lời tựa phẩm Tịnh Hạnh đến nói, tôi sẽ trải tóc để nâng chân Phật, xẻo thịt để được nghe Pháp, mà còn không từ, huống hồ một chút học thức kém cỏi mà tiếc sao. Ngày 12 tháng Giêng năm Thiên Hy, kiết già niệm Phật, một lát bỗng nói, Phật đã đến, rồi an nhiên mà tịch. Tịnh Quán. Tịnh Quán đời nhà Tống, trụ am Tịch Quang ở Gia Hòa, tu tịnh độ sám pháp hơn 10 năm. Bảo đệ tử rằng, ta qua ngày 27 sẽ đi. Đến kỳ trước 2 ngày, thấy hoa sen hồng.
Ngày kế thấy sen vàng đầy thức, có quá đồng tử ngồi trên hoa sen buộc đai tiên. Đến ngày thứ ba vào khám thờ ngồi, bảo chúng niệm Phật một lát liền đi. Từ dân sám chủ, Tuân Thức, đời nhà Tống, người huyện Lâm Hải, Đài Châu, học hành cao cổ, nổi danh cả chiếc Tây chiếc Đông, chuyên tu tịnh độ, thường hành ban chu tam muội, 90 ngày đêm không ngủ nghỉ, da chân rách nát, ói ra máu. Mộng thấy Quan Âm lấy tay chỉ vào miệng cho uống cam lộ, thấy thân tâm mát mẻ, bệnh liền lành. Viết tịnh độ quyết nghi hành nguyện và tịnh độ sám pháp lưu hành nơi cõi đời. Hôm sắp lâm chung, đốt hương lễ Phật, nguyện sanh Tây Phương. Tối thì viên tịch, mọi người thấy sao rơi ở núi Linh Thứu. Viên Chiếu Tông Bổn Thiền Sư. Tông Bổn đời nhà Tống, người Vô Tích, Thường Châu. Ban đầu nương thiền sư Thiên Y Hoài, niệm Phật có chút đắc lực, sau đến tịnh từ phụng chiếu vào Đông Kinh, hàng ngày mật tu tịnh độ. Pháp sư Lôi Phong hồn du tịnh độ, thấy một đóa hoa đẹp, hỏi. Có người nói hoa này đợi tịnh từ Tông Bổn Thiền Sư. Lại Tư Phúc Hy Công cũng đến đảnh lễ cúng vàng, hỏi nguyên do. Công nói trong định thấy hoa sen bằng vàng, sen ấy đợi Tông Bổn. Lại thấy hoa sen vô số, trong đó có một hoa bị héo, hỏi thì được trả lời sen này của người thoái đọa. Hỏi Tông Bổn tu thiền vì sao có tên nơi tịnh độ? Trả lời tuy ở nhà thiền nhưng cũng tu tịnh độ, sau lâm chung ngồi yên mà tịch. Thủy hiệu Viên Chiếu Thiền Sư. Cửu Pháp Hoa. Khả Cửu đời nhà Tống ở Minh Châu, thường tụng Pháp Hoa nguyện sinh tịnh độ. Người thời bấy giờ gọi Cửu Pháp Hoa. Năm Nguyên Hữu thứ 8, 81 tuổi ngồi tịch. Ba ngày sau sống lại, bảo mọi người rằng ta thấy cảnh tịnh độ giống như trong kinh nói, trên đài sen đều có tên người được sanh lên. Thấy một đài vàng ghi tên Quân Công Diện Quảng Giáo Phủ Thành Đô, một ghi Tôn Thập Nhị Lang ở Minh Châu, một ghi Khả Cửu. Một đài bạc ghi Từ Đạo Cô ở Minh Châu. Nói xong lại chết. 5 năm sau Từ Đạo Cô chết, hương lạ khắp phòng. 12 năm sau Tôn Thập Nhị Lang chết, nhà trời cung đoán đều như báo trước. Hoa sen đề tên có người sẽ cho là không thật, nhưng một người sau khi ngồi tịch sống lại, lại quyền ký trước mấy năm, chẳng lẽ không đáng tin sao? Đại sư Tiệt Lưu. Đại sư tên Hành Sách, con thứ 8 của Tưởng Tư Nông. Tưởng Tư Nông tức một chức quan ở Nghi Hưng thời Minh Mạc. Cha là Lộc Trường Tiên Sinh, mộng thấy đại sư Hám Sơn vào phòng ngủ của hai ông bà. Lát được báo Dương Phu Nhân sanh được một công tử, chính là sư. Năm 18 tuổi cha mất, chôn cất xong theo hòa thượng Nhược Am Thông Vấn xuất gia. Sau nhận lời thỉnh mời của Diện Phổ Nhân ở Ngu Sơn xiển dương pháp môn tịnh độ, mỗi ngày 6 thời niệm Phật, tự đặt công khóa ngày một dạng danh hiệu Phật, dù bận cũng không được thiếu. Từng soạn Liên Tạng một tập. Ngày 9 tháng 7 năm thứ 19 niên hiệu Khang Hy thị tịch, Phúc Lâm Chung có đồng tử phương xa ngay giờ ngọ trai đang ăn bỗng thả đũa, cả buổi mới tỉnh. Hỏi vì sao, đồng tử nói giờ khắc đó có Tiệt Lưu hòa thượng giảng sanh, thổ địa sai con nâng phan để tiễn. Lại có người họ Ngô ở phía Nam Thành chết đã mấy ngày, bỗng nhập vào đứa nhỏ trong nhà nói đích thân thấy Minh Dương quỳ đưa tiễn. Hôm đó ở Minh Phủ nghỉ hành hình một ngày.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.